Chào các bạn ha, mình đến từ Đồ Họa Thuận Yến. Hôm nay mình sẽ thông qua một cái bài tập của học viên cái khóa Lighting Show Event DMX nộp bài. Cái này là của cái phần bài tập hoàn thành sau 9 buổi học ha. Luôn tiện thông qua cái bài này mình sẽ làm cái video này, mình vừa sửa bài cho các bạn trong cái khóa học của mình và cũng là một cái nguồn tư liệu để cho các bạn mà không có tham gia khóa học cũng có thể tham khảo ha. Song song với những cái gì mình sẽ sửa ở trong cái bài này thì mình sẽ tặng kèm cho các bạn ha, các bạn một cái bộ plugin dùng để tạo những dạng khán giả như này ha. Nó rất là hay. Cái bộ này thì có giá nó rất là cao, nó tới là 200 đô, nhưng mà mình sẽ tặng cho các bạn để cho các bạn làm cái gọi là cái tài nguyên để mà tham khảo và ứng dụng vào cái việc học tập cũng giống như là nghiên cứu với mình ha. Các bạn lưu ý là những cái gì mình tặng là mình hỗ trợ để cho các bạn học tập và nghiên cứu, và khi mà các bạn làm liên quan tới bản quyền thì các bạn có thể mua ha. Còn thật sự là cũng không thể nào mà tặng mua về rồi tặng tùm lum, nó cũng sai, nhưng mà ở trên cái phương diện nào đó mà để hỗ trợ cho học tập và nghiên cứu thì cũng có thể chấm dứt được. Còn mà khi mà các bạn làm thương mại thì các bạn có thể là mua hay gì đó ha. Cái vấn đề đó là các bạn vào công việc thì mình không có đề cập ở đây. Bây giờ mình play để các bạn xem một lượt của cái bài này ha. Mình lưu ý là cái bài này là học viên bên mình làm sau khi học cái khóa học mà được tới bài số 9 nha. Đây, mình dạy kèm cho từng bạn trực tiếp cũng giống như online, do đó là cứ mỗi bạn là phải báo cáo bài tập theo từng bài, và tới đâu là sẽ học tới đâu là sẽ có bài tập tới đó ha. Đó là tới cái bài số 9 chưa nè. Ví dụ là danh sách nè, cái bài học tới cái bài số 9 là thiết lập chuyển động của đối tượng ha, là mình học về những cái này chưa. Các bạn có thể lên website để tham khảo thêm ha, hoặc có thể các bạn tải luôn cái giáo trình cũng được nữa. Các bạn vào website tin học đồ họa ha, rồi các bạn vào cái mục kiến trúc này đây ha, và các bạn là tải cái giáo trình này về và các bạn xem là mình đang ở cái buổi học số 9 là thiết lập chuyển động đối tượng này. Và các bạn đang nhìn cái bài học số 9. Và trên này vẫn đang sử dụng một cái dàn đèn mà mình đã nói ở những cái lần trước rồi đúng không? Dàn đèn gọi là cho vui đó ha. Dàn đèn này chỉ để vui thôi chứ còn không làm ăn gì được hết với những cái dàn đèn blue như này. Rồi bây giờ mình play cho các bạn xem ha. Ở một cái bài mặc dù sử dụng đèn blue ring nhưng mà gọi là khá là tương đối ha. Mình không có khen được tại vì học viên làm thì mình không biết khen hay chê được chưa. Rồi ở trong này có đầy đủ ha, có đầy đủ mọi thứ, rồi làm về chuyển động nhân vật, rồi tạo những cái vật liệu chuyển động hay là những cái hiệu ứng đèn, rồi đây ha chưa. Đây tạo những cái hiệu ứng khói như này ha, rồi đây ha khán giả ha đây. Và các bạn cứ xem một lượt. Tất cả mọi thứ sẽ được phơi bày khi mà lên đèn DMX nha. Còn mà những dạng như này là chỉ mình đã nói việc bao nhiêu lần rồi ha, chỉ để cái mức là để mô phỏng cho khách hàng, hoặc là mô phỏng thôi. Còn là sự việc sẽ gọi là gì? Sự việc sẽ bắt đầu khi mình gắn đèn DMX vào và mình timecode theo bài nhạc ha, thì lúc đó mới gọi là được. Rồi mình phải đặt những cái góc cam thiệt là đẹp, rồi quay ha, quay những cái góc cam đẹp trên này và show ra một cái bài hoàn thiện. Thì đó là những cái mà mình đều hướng dẫn cho học viên bên mình ở các bài số 10, 11, 12 và những cái bài tiếp ha. Còn sau 9 bài ở cái mức độ như hiện nay là gọi là một cái là tương đối. Rồi các bạn xem như vậy được rồi ha. Không có nói nhiều quá vào cái bài tập ha. Xấu hay đẹp không quan trọng, mình không quan trọng cái chuyện là xấu hay đẹp, mình chỉ quan trọng là mình sẽ dạy kèm cho các bạn và các bạn học. Tại vì thật sự là có những bạn mà có thời gian và có sẵn cái kỹ năng ở trong nghề rồi thì khi mà học có thể làm đẹp ngay khi học, nhưng mà cũng có những bạn là không có thời gian, cũng giống như là mới bước chân vào nghề thì khi mà học thì làm tương đối thôi chứ cũng chưa có đẹp lắm ha. Cái vấn đề đẹp xấu mình không cần đề cập ở đây. Rồi cái lỗi mà mình sẽ sửa ngay cho các bạn ha là cái lỗi này. Các bạn lưu ý là mình đang sử dụng UE5 ha, UE4 thì nó không có lỗi nhiều nữa, tại vì UE4 là một cái bản hoàn thiện rồi. Còn đằng này mình đang sử dụng cái UE5. Và mấy ngày vừa qua mình quan sát trên cộng đồng mạng thì cũng có rất là nhiều người hỏi cái lỗi là trong quá trình là hầu như là cái lỗi xuất file ha, cái lỗi mình package file chưa. Cái lỗi mình package file là hầu như là mấy bạn nào mà xài UE5 đều báo lỗi hết. Bây giờ mình sẽ tổng kết lại cho các bạn cái cách sửa lỗi này ha. Đầu tiên này, nếu như là UE4 ha, thì các bạn cài cái gọi là gì, cái Visual Studio là UE4 là hầu như là cài xong là máy nào xài cũng được. Nhưng mà đối với UE5 thì ngay cả bản thân cái máy của mình xài UE4 thì package bình thường, nhưng mà xài qua tới UE5 thì coi như là vẫn không được. Thì lúc đó các bạn phải cài hai cái ha, các bạn cài cái là Win SDK Setup và lại là cái Windows ha, Windows Desktop cái runtime này này chưa. Nhớ là sau khi mình up cái bài này lên Facebook cũng giống như là lên YouTube, các bạn thông tin của mình thì công khai hết rồi ha. Điện thoại Zalo gì đó thì các bạn nào cần có nhu cầu thì cứ inbox cho mình, cứ nhận cho mình rồi mình gửi cho các bạn. Có nghĩa là nói nôm na là mình cũng không có để link công khai mà mình chỉ hỗ trợ cho bạn nào có nhu cầu thôi. Các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ nhận cho mình, mình sẽ gửi cho các bạn ha. Chứ các bạn cần thì các bạn cứ nhận cho mình, còn bạn nào không cần thì coi như là bạn nào đã ok rồi thì thôi ha. Rồi sau khi mấy cái này là mình đã tải sẵn hết cho các bạn rồi, các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ gửi, cứ inbox cho mình ha, nhận cho mình rồi mình sẽ gửi cho các bạn cái link rồi các bạn tải về thôi. Đối với UE4 4.26 thì các bạn xài cái Visual Studio, còn đối với là UE5 thì các bạn xài cái Win SDK Setup. Rất là đơn giản, các bạn cứ bấm đúp vào rồi đời nó tải về tầm khoảng 3GB ha. Và song song với hai cái việc đó các bạn cần phải làm cái việc này nữa chưa. Mình chỉ đọc ở đây thôi ha. Rồi mình chỉ đọc ở đây thôi, còn lại khi mà các bạn cần thì mình sẽ gửi luôn mấy cái này cho các bạn, và các bạn có nhiệm vụ là các bạn làm thôi ha. Các bạn copy cái file này ha, cái file host này này, ở trong là C này, nhớ cái đường dẫn ha, program file ebis UE5 đây, cái đường dẫn như này, copy nha chứ không có là cắt nha, copy vào cái đường dẫn này chưa. Rồi sau khi mà copy vào cái đường dẫn đó rồi xong rồi các bạn làm gì nữa, các bạn cài cho mình cái Windows này, runtime, rồi cài cái Windows SDK, rồi coi như là các bạn sẽ package cái file ra bình thường chứ này. Hầu như là mình đã thử rất là nhiều máy và đã được, học trò mình cũng thử luôn rồi ha. Rồi sau khi mà xuất file thì tiếp tục các bạn sẽ bị một cái lỗi này, không phải là lỗi của SDK gì hết nha, mà các bạn là cái khi mà các bạn làm các bạn có thể các bạn không để ý là trong cái file này, mà khi mà các bạn sử dụng những cái dạng màn hình ha, những cái file video như này này ha, các bạn nhìn đây, file video ha. Rồi file video này đúng không? Đây. Ok. Những cái file video, những cái mà các bạn dạ làm less cũng là file video, nói tóm lại là cái sụp video trên này thì khi mà các bạn package nó sẽ không đi theo trên này, do nó không đi theo, vì vậy là khi mà mình package xong này chưa, và mình mở ra và nó sẽ bị cái trường hợp này. Đây các bạn nhìn ha, đây đó, những cái vị trí mà các bạn sử dụng gọi là menu, là sử dụng màn hình, sử dụng file menu là hầu như là không có gì hết chưa. Rồi nhớ cái này ha, sau khi package xong là phải bị cái này nè, UE4 UE5 gì cũng bị hết, thì các bạn phải làm như này. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra hai cái cửa sổ nha cho dễ. Đây ví dụ như là sau khi các bạn package xong rồi đúng không, mình sẽ vào là package này, mình sẽ vào là Windows này ha, các bạn vào thư mục là engine. Tiếp tục nữa các bạn vào cái mục là content ha, content. Rồi mình nhầm ha, không phải vào engine ha, mình làm lại này. Package này nó sẽ ra một cái thư mục tên là Windows, và nó sẽ ra kèm một cái thư mục mà tên của các bạn đặt cho cái dự án. Ví dụ bạn này đặt sân khấu chưa, và các bạn vào cái mục content. Rồi các bạn để ý này ha, và trong cái process của các bạn event 5 này đúng không, cái mục content này chưa. Rồi các bạn copy cái thư mục menu ha. Cái thư mục này từ đâu mà có? Cái thư mục này là trong các bài học mình đã nói với các bạn rồi ha, là các bạn khi mà các bạn lấy cái nguồn, những cái nguồn video là các bạn phải vào trong cái thư mục content này. Các bạn tạo ra một cái thư mục và các bạn đặt tên là menu, tên gì cũng được. Nhưng mà các bạn nên đặt tên như vậy ha, nên đặt tên như vậy để sau này mình dễ tìm nó. Chứ các bạn không có tình trạng là làm rồi lấy dữ liệu, lấy đủ chỗ hết ha, rồi tới cái lúc mà tìm lại nó rất mất công. Có nghĩa là đối với UE4 hay UE5 là khi mà các bạn mới học là các bạn để ý là cái thao tác nào là quan trọng nhất, đó là cái quản lý được cái level chưa. Nếu như mà các bạn không quản lý được cái level thì sau này các bạn rất là vất vả. Đối với những cái bài mà dạng như thế này nó vẫn còn rất là nhỏ ha, nó không có cái gì mà phải lớn lao ở đây hết. Những cái bài này đối với mình là mình nó rất là bình thường thì các bạn có thể không cần quản lý level nhiều. Nhưng mà đối với những cái bài mà rất là lợn ha, lúc đó mà các bạn mà không có quản lý level một cách gọi là thật là kỹ, thứ nhất là khi mà các bạn quản lý cái level thì cái gì xảy ra, đó là giúp cho các bạn làm việc team ha, làm việc group, làm việc theo nhóm và chia ra để làm, và thứ nhì là giảm tải được cái tài nguyên của máy ha, chứ cứ mà một cái level là coi như là thất bại ha. Rồi ví dụ là luôn tiện mình sửa bài này luôn ha, ví dụ như bài này bạn này làm level này đó, các bạn thấy ha, bạn này đã chia ra như này chưa, chia ra ha, từng khu vực ha, để sau này dễ làm, dễ quản lý. Và ví dụ như là dự án mà gấp rút quá thì một người làm một bên ha, cũng là quản lý cái level này ra chưa. Rồi và khi mà quản lý level này nữa, mình luôn tiện mình sửa bài này luôn ha. Bây giờ giả sử như mình kiểm tra xem đúng hay sai này, bây giờ mình tắt này, tắt này ha, chưa, là cái bài này đang bị sai luôn rồi đó ha, đây chưa, là bản thân cái bài này là đang bị sai này ha. Cái quản lý level như này là nó sai, có nghĩa là quản lý level làm sao mà mỗi lần mà bật và tắt là nó tắt hết luôn ha, và bật ra. Ví dụ như là cái bài này tại sao lại là quản lý level sai, là bài này là coi như là tất cả mọi thứ là ha, là đang nằm ở trong cái level này. Bây giờ giả sử như người ta nói là tôi ngủ cái này xong rồi ha, hệ thống này tốn rất là nhiều tài nguyên máy và nó rất là nặng, và xong rồi bây giờ tôi muốn tắt đi, tôi muốn tắt hẳn nó đi. Bây giờ mình đâu biết đường nào đó tắt đúng không. Bây giờ tắt cái này coi như tắt hết toàn bộ rồi, tắt luôn. Và nếu như mà nhiều bạn là nói bây giờ mình tắt thì mình ẩn ở bên cái mục quật outline, ẩn cái này nó càng sai nữa. Tại vì sao? Tại vì khi mình ẩn ở đây rồi mình play nó vẫn có, và bây giờ người ta muốn là người ta ẩn tắt luôn cái level này luôn, và khi play cũng không có, để cho nó giảm tài nguyên máy. Thì đó là cái lý do mà bài này đang quản lý cái level nó bị sai rồi ha, chưa. Rồi quản lý level nó bị sai rồi ha, không ai quản lý như các bạn quản lý level làm sao mà cái level ha, resistance này là cái level là không có gì hết, nó là cái nơi để kết nối tất cả những cái level lại, thì lúc đó các bạn mới đúng chưa này. Còn nếu như mà các bạn quản lý như này là các bạn quản lý sai chưa. Bây giờ nói nôm na là bây giờ nói rất là đơn giản, mình muốn ẩn hết mà cái này đi, và mình muốn khi play nó cũng có, nhưng mà bây giờ mình ẩn đi đúng không, mình ẩn chưa này. Rồi bây giờ mình play nó có hết, và các bạn lại nói rằng là có thể là những cái này này, những cái này đúng không, đây những cái này mình đang chọn cái này đúng không, always lost, luôn lost. Bây giờ mình chọn là ví dụ là mình chọn losing, thì khi mà mình play được chưa, rồi bây giờ mình chọn ha, rồi nó không chọn rồi, ok ha, mình play rồi các bạn thấy nó đã ẩn đúng không, đây. Nhưng mà đó lại là một cái hạn chế ha. Hạn chế là gì, mình không có chủ động được trong cái vấn đề của mình chứ này. Thì do đó là các bạn phải nhớ là bật tắt level cho ok. Thì cái phương pháp chỉ nó rất là đơn giản thôi ha, là sau khi mà các bạn đã đưa cái level này vào hết xong rồi đúng không, và các bạn từ đó các bạn nhớ là cái level resistance level này là cái level không có làm gì cả. Sau khi các bạn add level xong hết rồi, từ đó về sau mỗi lần các bạn làm việc với cái khu vực nào thì các bạn bấm đúp. Ví dụ như các bạn cần đưa những cái đối tượng vào cái sàn sân khấu chẳng hạn ha, thì các bạn chỉ cần ví dụ là bấm đúp vào đây và nó ra màu xanh này. Thì bây giờ các bạn cứ đưa cái gì vào thì nó sẽ nằm ở trong cái level này. Thì đó là cái lý do mà tất cả các bạn đều bị sai, là sau khi mà load vô rồi là không là quên đi, và luôn đứng ở đây, và đưa cái gì vào cũng đứng ở đây. Và các bạn phải nhớ nữa là cái level này không phải là từ bên những phần mềm 3D xuất qua không đâu, mà thậm chí bây giờ sau khi vào đây này đúng không, bây giờ mình làm đèn, DMX, làm đèn blue chẳng hạn, thì mình sau này mình tạo ra ha, thì mình được quyền tạo level tiếp tục và mình làm chưa. Ví dụ như là bây giờ mình cần làm một số cái đèn DMX, sau này mình làm đèn DMX ha, mình không muốn mình tạo ra level đèn blue và level đèn DMX để nó không dính dạng với nhau. Thì mình vào file chọn new level đúng không, các bạn chọn MC này, các bạn Ctrl S lại chưa. Ví dụ giả sử như là mình sẽ lưu trong cái thư mục level, mình đặt tên là DMX Line ha, chưa, DMX save lại. Rồi bây giờ vào cái level 9 đúng không, level 9 rồi. Các bạn vào cái level 9 là cái level này ha, chưa. Rồi xong rồi mình làm gì, như cũ thôi, Windows này ha, mình sẽ vào cái level mình load nó vào ha, bấm vào đây đúng không, S extend này, rồi mình sẽ vào cái level là đèn DMX. Rồi các bạn nhớ này ha, rồi cái này học rồi ha, mình không nói nữa, mình chỉ bấm thôi. Rồi xong rồi nhớ này ha, bây giờ mình muốn đặt cái đèn DMX vào, đặt đèn vào. Nếu như mà các bạn đừng như vậy mặc định là nó không biết ha, nó không biết và nó sẽ như này. Nhưng mà bây giờ mình đặt đèn vào đúng không? Mình muốn đặt đèn vào cái level DMX rất là đơn giản, các bạn bấm đúp vào cái DMX rồi. Từ này các bạn sẽ đang làm việc với cái level này. Rồi các bạn hiểu được cái bước này rồi ha. Rồi quay trở lại cái menu nhớ không? Rồi. Cái menu đúng không? Rồi đơn giản. Các bạn có thể là làm nhanh ha, các bạn copy nguyên cái thư mục này luôn cho nó khỏe. Copy vào trong cái chỗ hồi nãy mình nói đúng không? Sân khấu này, content này, rồi bắt vào đây. Ở trong này nó có dư những cái độ tường của UE4 tạo ra, nhưng mà cái dung lượng này nó không là bao nhiêu cả trên này. Và những cái vấn đề mà liên quan tới media thì trong phần vật liệu mình đã nói kỹ rồi ha. Các bạn phải chuẩn bị file video như thế nào đó cho nó tương tác một chút. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra, ok ha, mình sẽ mở cái package ra, package này, window này, sân khấu này. Rồi các bạn nhìn ha, là nó đã load ra, tất nhiên là có cả âm thanh ha, nhưng mà mình quay bài mình tắt cái phần âm thanh từ máy tính rồi, chờ các bạn hiểu này ha. Rồi như vậy đó thì khi mà các bạn làm việc thì nó mới ổn được ha, chứ không thôi là nó sẽ nảy sinh là rất là nhiều cái vấn đề chứ này. Đó rồi đó là cái mà mình cần lưu ý với các bạn trong cái phần video này ha. Mình nói trước là cái video này là một cái video bài tập của học viên, mình sẽ có sửa một số cái lỗi và thông qua đó thì mình cũng update, mình sẽ đưa cái video này lên YouTube cũng như là Facebook thì khi mà chủ yếu là dành cho học viên của mình. Còn bạn nào mà lỡ xem mà thấy có cần thiết thì các bạn có thể, ví dụ như là trong video mình có nói là mình tặng các bạn cái cách cái bộ thư viện này ha, và mình sẽ hỗ trợ cho các bạn cái cách để các bạn cài cái để mà package ha, cài cái Windows SDK này cũng giống như là runtime của 3.1 của Windows 64-bit ha. Thì bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn cứ inbox cho mình để mình gửi cho các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về ví dụ là để làm được những cái dạng này ha, mình sẽ phân tích cho bạn nào mà nếu như bạn có nhu cầu bạn cần tìm hiểu ha, để làm được những cái dạng như này. Thật sự là ngay các bản thân mình cũng vậy, ngày xưa mình chưa làm thì mình tưởng nó khó nhưng mà thực chất nó rất là dễ ha. Các bạn mà đi đúng đường thì nó rất là dễ, rất là bình thường, nhẹ nhàng lắm ha. Ngoài cái kỹ năng mà thiết kế 3D thì chắc chắn là các bạn phải thiết kế rồi, còn mà các bạn không thiết kế được thì các bạn cũng phải sử dụng được những cái phần mềm mà SketchUp hay là Blender hay là 3D Smart chẳng hạn, hay là Maya, một cái phần mềm 3D bất kỳ, C4D chẳng hạn, để các bạn thiết kế. Còn không thì các bạn cứ sử dụng một cái phần mềm 3D, ví dụ như là cái event này là SketchUp đi, là cái file SketchUp. Bạn không biết sử dụng SketchUp mà bạn cũng không rành về 3D Smart, nhưng mà các bạn biết cơ bản thì cơ bản là được, là các bạn phải xuất cái file từ SketchUp qua bên Mac rồi từ đó các bạn làm. Và trong quá trình các bạn học UE5 này thì các bạn phải nghiên cứu một xíu về 3D Max để làm quen với cái thao tác. Mặc dù trong cái khóa học có những cái bài mình có nói tới, mình có chỉ, nhưng mà các bạn cũng nên ha. Rồi sau khi qua đây xong hết rồi, mình học những cái gì? Mình học cái cách để thiết lập hệ thống ha, thiết lập một cái file template để chứa những cái dữ kiện quan trọng, những cái nguồn sáng chưa? Rồi mình học về vật liệu nó chia làm hai dạng ha, vật liệu gọi là vật liệu bình thường, vật liệu tĩnh và vật liệu chuyển động, vật liệu live function. Rồi mình học về đèn ha. Ở đây là những cái dạng đèn, có hai dạng, có tới 3 dạng đèn lận ha, đèn mặc định của UE4, UE5 chưa, rồi đèn plugin và tiếp tục nữa là đèn DMX. Rồi mình học những cái cách để tạo những cái chuyển động chưa. Rồi bên cạnh đó mình phải sử dụng rất là nhiều những cái bộ thư viện. Mình lưu ý với các bạn cái bộ thư viện nó rất quan trọng ha. Các bạn phải có đầy đủ bộ thư viện để các bạn mới nghiên cứu được, mới ứng dụng vào được. Bộ thư viện ở đây là không phải là mình lấy vào là mình xài, mà mình phải lấy vào. Ví dụ đây ha, sau khi mình lấy vào rồi mình mới chỉnh sửa và mình thêm và mình phát triển trên cái nền và của mình. Còn nếu như mà các bạn nào có thời gian thì các bạn nghiên cứu mà viết những cái này từ đầu thì nó sẽ rất là mất công, tùy theo cái công việc của mình ha. Theo mình thì đối với cái event, những cái Lighting Show này ha, thì cái vật liệu chuyển động, cái Line Function và cái dàn đèn DMX là quan trọng nhất. Còn những cái khác là những cái phụ thôi ha. Nếu như mà các bạn không đánh được đèn DMX thì các bạn thiết kế dạng như thế này thì thôi, coi như là mình cũng luôn luôn nói câu đó ha, gọi là cho vui thôi, không làm gì được hết. Cái này vui thôi chứ còn mà mô phỏng cho khách hàng, mô phỏng dự án không thể nào làm về được. Các bạn phải đặt cam, phải làm đủ kiểu hết và nó rất là đẹp. Các bạn cứ đợi sản phẩm cuối khóa ha, của lớp mình. Đó là một số cái vấn đề lưu ý ha, chưa? Một số cái vấn đề lưu ý đây, những cái dàn đèn blue green này đúng không? Những cái dàn đèn này nó rất là nặng ha. Còn mình sử dụng đèn DMX mình sẽ điều khiển một cách cho nó ok hơn. Rồi thông qua cái bài này, mình nhắc lại là mình bài tập mình sửa bài cho học viên, nhưng mà mình cũng có nói một số vấn đề. Bạn nào mà không phải là học viên thì xem mà cảm thấy ok thì các bạn có thể đăng ký và theo dõi kênh để mình sau này mình cập nhật. Dạo này bắt đầu mình có thời gian mình sẽ cập nhật nhiều hơn. Các bạn có thể nhận video khi mà mình mới cập nhật. Cũng giống như là những cái quà tặng ở trong những cái đoạn video, ví dụ như là những cái cách mà mình hướng dẫn các bạn ha, dành cho các bạn chưa biết. Bạn nào cần thì cứ mạnh dạn nhắn tin cho mình ha. Mình được cái là mình có thể trả lời cho tất cả mọi người, cho dù đó không phải là học trò của mình chứ này. Một câu hỏi thôi, mình rảnh thời gian thì mình sẽ trả lời ngay. Không cần các bạn là học viên ha. Không cần các bạn là học viên của mình, các bạn vẫn có thể hỏi mình được. Nhưng mà trong phạm vi cho phép thì mình sẽ trả lời. Ví dụ cái nào mà thao tác nó ít thì mình nhận tin mình trả lời lại được ha. Còn cái nào mà nó đòi hỏi là phải tốn rất nhiều thao tác thì mình không trả lời được. Mong các bạn thông cảm ha. Rồi đó là những gì mình muốn gửi tới các bạn trong cái đoạn video này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo ha. Rồi bây giờ mình sẽ play để các bạn xem lại nó ha.